Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bạn Dài TV và những thông tin xoay quanh drama sóng gió gia tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, phía bên gia khi xưa rất là coi thường bé Móm, nói là Móm khờ, hiền, Móm không biết gì, cho nên là đã vội vã đã tranh chấp gia tài của cha Móm để lại. Nhưng mà mọi giấy tờ thì mẹ con của họ đâu có biết rằng Móm đã là chính thức làm là xong xuôi tất cả các cái giấy tờ thừa kế trước đó, phủ đầu mẹ con của gia. Và kể từ đó âm mưu của họ đã thất bại. Và cho đến tận bây giờ thì hai mẹ con ấy vẫn bị là cộng đồng mạng lên án rất là nhiều. Và một điều là mẹ con của họ là không có biết là nhìn bé Móm như vậy thôi thì bé Móm được rất nhiều nghệ sĩ ủng hộ và bảo vệ. Trong đó còn có cả những cái nghệ sĩ hải ngoại. Và cụ thể câu chuyện này như thế nào thì Bà Dài cũng xin phép quý vị và các bạn xin được nối máy tới gia. Alo. Dè yeah đó hả con? Chú ba nè. Dè yeah, con dè yeah. Con có hay cái tin gì không dè yeah? Bây giờ chú nói cho con nghe nè. Con có biết không? Bây giờ đó con có ai bảo vệ đâu đó. Con coi chừng có 20 năm tù đó. Dự kiến chứ những cái người nghệ sĩ già ai mà giúp đỡ con được cái gì đâu. Phải không con? Bởi vì họ lo cho họ còn chưa xong nữa mà. Cái thời gian vừa qua mà cái câu chuyện drama đó của gia đình của cố nghệ sĩ hay còn gọi là gia đình của cậu Năm Bay đó, nó không có hạ nhiệt, vẫn còn đó cái sự phẫn nộ của khán giả, còn rất nhiều chuyện. Mà chúng ta nói cái vụ kiện tranh chấp nhà cho ở nhờ và cái vụ mà tiền phúng điếu chưa giải quyết thì mày biết không, khán giả vẫn quyết tâm là không bỏ qua cho mẹ con mày đâu. Bên cạnh khán giả thì cô bé Móm còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cái vị nghệ sĩ nè, tên này gián tiếp có nè, trực tiếp có nè. Bây giờ chúng ta điểm qua những cái gương mặt nghệ sĩ vì công lý đã là lên tiếng binh vực con bé Móm để mà bảo vệ con gái ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng, tức là cậu của bay đó. Đó, bây giờ chúng ta điểm nè, có nghệ sĩ Linh Tâm nè, Ngân Tuấn nè, Thoại Mỹ nè, nghệ sĩ Ngọc Quyền, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, rồi nghệ sĩ Linh Tý, Bích Trâm, nghệ sĩ Vũ Luân, rồi nghệ sĩ Bình Tinh, ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Mai Ca, luôn tên nói là sẵn sàng lên tiếng để mà bảo vệ rồi ủng hộ cho con bé Móm. Bên cạnh đó thì bay biết không, bên phía cánh nhạc sĩ cũng có hai cái gương mặt phải nói là vô cùng mạnh mẽ, đã là trực tiếp là lên án mẹ con của bay, đó là ai? Cao Minh Thu và Nguyễn Minh Anh. Tại đây hai cái vị tác giả này cho ra rất nhiều ca khúc là tán thạc vào mặt của bay đó, cho bay thức tỉnh. Đó, bên cạnh đó thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh còn tặng độc quyền ca khúc Tuổi Phận Đời Con cho là con bé Móm nữa, bay thấy không hả? Đó, vừa rồi đó là những cái vị nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ ủng hộ trực tiếp mà chúng ta đã liệt kê. Còn cái bộ phận gián tiếp ủng hộ cho con bé Móm đó, như là trực tiếp lên án bay đó, thì có bốn cái tên phải nói là cộn cán ngày sau đây để chúng ta liệt kê. Một là danh hài Việt Hương ha. Hai là nghệ sĩ hài Xuân Hinh. Ba là ca sĩ Hoàng Lê. Bốn là ca sĩ Quách Tuấn Dung. Đó, mày thấy không? Về cái phần của Việt Hương đó thì nữ nghệ sĩ này đã mang cái cụm từ là đồng sở hữu lên sân khấu Paris by Night. Ở đây đó, chúng ta nói là nghệ sĩ Việt Hương không gọi thẳng tên bay, mà nữ nghệ sĩ làm thành một cái sản phẩm hài. Có là ta nói là cốt truyện phải nói là tương tự, nôm na là cha dượng và con trai của cha dượng, là muốn cướp đi cái tài sản của con trai chồng trước của vợ ông ta. Và cái tài sản này đó được là quy định là cái tài sản riêng của cái người vợ. Vì bởi vì thấy cái người con cả này hơi khủng khờ một tí mà. Thế là hai cha con của cái người cha dượng đó lại là âm mưu là muốn chiếm đoạt tài sản dành riêng cho mình. Đã cố tình là muốn chiếm đoạt tài sản của cái người con trai cả. Đó, nó giống y hệt như mẹ con của bay vậy đó, muốn tranh giành tài sản một cách phải nói là vô lý đối với cái khối tài sản của là cậu bay để lại cho con gái. Bây giờ quay lại với vợ kịch nè ha. Chúng ta nói tiếp một cái thời gian sau đó cái chuyện bán nhà. Và dĩ nhiên là hai cha con của cái người cha dượng đó nói cái nhà này là nhà của họ, cho nên là cái tiền bán nhà là sẽ do họ giữ. Cái kiểu là ngang ngược lật lọng cũng như là cũng giống như hai mẹ con của bay vậy đó. Nhưng mà rồi thật bất ngờ cái người đi mua nhờ lại là không cho phép hai cha con cái người cha dượng làm như vậy. Vì cái người mua nhà đó bay biết không, vốn là cái người vú nuôi ngày xưa ở trong cái gia đình này nè. Và bà ta vô cùng hiểu chuyện trong gia đình, biết rõ cái nhà này là cái tài sản của mẹ để lại cho người con trai cả, là con riêng của bà ta với cái người chồng trước đó. Cho nên cái người vú nuôi đã thành công là dàn xếp để cho cái người con trai cả trở thành là chủ nhân thật sự của cái khối tài sản đó. Mày biết không, hai cha con của người cha dượng này sau khi bị giật mặt hồi tâm hối lỗi, bởi vì họ biết quay đầu là bờ, thế nên mày biết không, họ được xem xét cho ăn và ở cái tiếp tục ở trong cái căn nhà đó. Thế là từ đồng sở hữu đã được là tái hiện đó. Mày thấy chưa,
Và tiếp theo là nghệ sĩ hài Xuân Hinh, cụ thể là một cái tiểu phẩm hài ở trong Xuân Phát Tài của ca sĩ Quang Lê. Nghệ sĩ Xuân Hinh cùng với đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Thành Thành Hiền. Hai cái vị nghệ sĩ này phải nói là bất ngờ có những cái câu thoại phải nói là vô cùng nhạy cảm, phải nói là gây nhột lắm. Mẹ con bay nghe mà nhột lắm. Khi mà phục dựng là cái cảnh mà cố nghệ sĩ bị bay dụ đó, cậu Năm bay bị bay dụ ta cái gì chút miệng sau khi nhậu nhẹt ở trong gia đình lúc mà cậu Năm bay còn sống khi xưa đó. Cụ thể ở trong cái tiểu phẩm này, sau khi nghệ sĩ Xuân Hinh hứa miệng thì cái chuyện cho nhà cho đất đó, thì cái nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã nhất trí lấy điện thoại quay và ghi âm lại, làm cũng giống như bay đó, rồi mốm lời rồi dụ nghệ sĩ Xuân Hinh nói y hệt như cái cách là bay từng làm đối với cậu của bay vậy đó. Trong cái vở kịch đó thì nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã nói rằng anh nói đi, tên tuổi như thế nào cho ai. Nghệ sĩ Xuân Hinh lập tức nói rằng tất cả nhà cửa sổ đỏ sổ đen vàng bạc chìa khóa két sắt giao hết cho con Thanh Hiền. cho mày hết. Vì ở trong cái câu nói vừa rồi đó bay biết không, không có nhắc tên cái người cho tài sản, cho nên Thanh Thanh Hiền đã nhắc khéo anh ơi anh tên là gì, ý là gợi nhắc phải nói rõ cái tên của cái người cho đó, chứ là nói tao mày thì biết là ai. Ngày sau đó bay biết không, nghệ sĩ Xuân Hinh đã đáp lại rằng Bùi Xuân Hinh. Thiệt có cái cảnh này thật sự là chúng ta nhớ lại hình ảnh của một đống dê và bay hớn hở cái hôm nào đó bay nhớ không, lấy video rồi đi ra thừa phát lại, rồi lập di bằng di chúc miệng với nó một cách cợt còm hồi năm rồi đó, chắc bay vẫn nhớ mà. Có thể nói đó, cái giới showbiz ở trong Nam thì có cậu bay tức là cố nghệ sĩ là một cái thần tượng lớn của nghệ thuật cải lương, còn ở showbiz ngoài Bắc thì nghệ sĩ Xuân Hinh đó là cũng là một cái thần tượng, một cây đa cây đề. Xuân Hinh cũng như là cố nghệ sĩ cũng như là cậu của bay thôi, có một cái suy nghĩ, một cái quan niệm sống không màng danh lợi danh hiệu, không có hầu sơ xin nghệ sĩ nhân dân gì cả, dù cả hai đã xứng đáng và thừa sức đạt được cái danh hiệu đó ngày bay. Thông qua những cái việc trong tác phẩm vừa rồi mà chúng ta kể lại cho con nghe đó, thì có thể thấy là đó là một cái lời dạy dỗ của nghệ sĩ Xuân Hinh gửi đến là bay đó và mẹ của bay đó. Và tiếp theo bay biết không, chúng ta nói tiếp là ca sĩ Quang Lê. Quang Lê có hai lần, một lần là liên quan đến đêm nhạc là Xuân Phát Tài vừa mới đề cập đó, tại một tiết mục của nghệ sĩ Xuân Hinh. Một lần khác đó là Quang Lê cùng với Quách Tuấn Du đã hát vang to rõ cái ca khúc là Không Hại của mình. Cụ thể là tại một cái đêm nhạc đó, ca sĩ Quang Lê mới biết không tình cờ mời nam ca sĩ Quách Tuấn Du và học trò lên trên sân khấu để mà biểu diễn với Quang Lê. Và bay biết không, tại đây chính Quang Lê là cái người đã hát cái câu đầu tiên của bài hát, và còn nhấn mạnh rằng cái gì không phải của mình thì đừng có tranh giành, không có được đâu. Đó, bày thấy không, một cái câu nói vô tình của Quang Lê như vậy thôi, chắc chắn hay mẹ con của bay ở nhà nghe mà xem đó thấy nhột chưa lắm. Rõ ràng cái căn nhà số 5 không phải là của bay, nhưng mà tại sao bay giành? Cha là cha của con bé mớm chứ đâu phải là cha của bay, mà bay lại giành. Và cái số tiền phúng điếu hôm nào đó cũng không phải là của bay, cho nên nó bay cố giành nó cũng không có được đâu bay ơi. Và cuối cùng ca sĩ Quách Tuấn Du đó, ca sĩ Quách Tuấn Du là một cái người là cho ra đời ca khúc Không Phải Của Mình. Tuy là Quách Tuấn Du không nói thẳng, không nói gì ai, nhưng mà thật là bất ngờ khi mà nghe cái ca khúc ấy đó, bay biết không, ai ai cũng đòi tẩy chay mẹ con của bay. Nhưng cái lời bài hát đã đang miêu tả phải nói là quá sắc nét cái sự bẩn bựa của hai mẹ con của bay. Và hiện tại cái độ bao phủ của ca khúc này rất lớn, bay biết không, càng lớn thì mẹ con của bay càng lên hát, bay biết không. Như vậy thì thông qua bốn cái vị nghệ sĩ trên cái vụ mà di chúc miệng ở trên sân khấu, và cái câu chuyện đồng sở hữu của Việt Hương ở trên sân khấu Paris by Night, Quang Lê và Quách Tuấn Du hát cả ca khúc Không Phải Của Mình như vậy nữa, thì đã giúp lan tỏa cái câu chuyện này đến phải nói là nhiều đối tượng khán giả hơn, giúp cho người chưa biết gì về cái drama này có cơ hội là chỉ tìm hiểu về cái di chúc miệng, tìm hiểu thêm về cái cuộc đời chân chiên, gạt bỏ tình cảm riêng tư đến các gia đình, trả nợ trả nặng cho hai đứa em của cố nghệ sĩ, tức là cậu của bay. Và khán giả tìm hiểu thêm về con bé mốm, con gái của một ông hoàng, nhưng mà có một cuộc đời phải nói là quá bất hạnh. Một cô mẹ nè, cha chết, bị cô chú tranh giành tài sản. Và thông qua những gì mà bốn vị nghệ sĩ thể hiện, và họ đã gián tiếp là thể hiện thằng bé mốm là con gái của cậu bay, và đồng thời tìm hiểu sâu hơn cái di chúc miệng đó, thì khán giả còn biết thêm về một cái nhóm người tự xưng là gia đình ruột thịt, nhưng mà bản tính ở bay biết đó, rất là muốn hút máu và ăn xác người thân. Chuyện này thì chúng ta thấy gia đình bay đẹp mặt lắm rồi, và các cái vị nghệ sĩ ấy tuy là gián tiếp ủng hộ con bé mốm, nhưng mà lại vô tình trực tiếp lên án mẹ con của bay. Với cái dàn nghệ sĩ vừa rồi đó, bay nghĩ là cái đủ độ bao phủ chưa, đủ thêm nhiều khán giả hiểu rõ về cái bộ mặt của bay chưa đó. Bay thấy màn nhục chưa, cái này là nhục cả đời luôn nha bay đó. Có thể thấy bởi vì con bé mốm chẳng làm gì cả, chỉ cần sống tốt, sống đúng đạo nghĩa và bảo vệ gia sản của cha của mình để lại,
chỉ cần như vậy thôi thì các cái vị nghệ sĩ đã cảm nhận được là con bé Mốm là một cái người tốt và đã sẵn sàng bảo vệ con bé Mốm. Còn Bay, Bay từ một cái người có một cái mối quan hệ rất rộng ở trong showbiz, nhưng vì Bay sống quá bẩn quá bựa cho nên bây giờ chẳng còn ai chơi chung Bay nữa hết. Bay thấy không? Thôi bây giờ chú Ba xin tạm dừng cái cuộc gọi này nha, để chú Ba chào khán giả cái. Và kính thưa quý vị, và bây giờ Bay xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.